Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 9 giờ 30 phút sáng nay theo giờ Việt Nam, Mỹ và các lực lượng đồng minh đã khai hỏa cuộc tấn công nhằm vào Iraq. Quyết định mở màn cuộc chiến đã được nhà cầm quyền Mỹ đưa ra sớm hơn so với kế hoạch sau khi có cuộc họp kéo dài 4 giờ đồng hồ vào đêm qua. Trong đó, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA George Tenet và các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo Tổng thống Bush rằng nếu không hành động nhanh chóng, họ có thể để mất các mục tiêu, mà đây chính là Tổng thống Saddam Hussein và các nhà lãnh đạo khác của Iraq. Theo thống kê ban đầu, đã có ít nhất 10 người Iraq bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ kéo dài 3 tiếng rưỡi bằng các tên lửa hành trình Tomahawk và bom định vị xuống ngoại ô thủ đô Baghdad. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay giờ Iraq, tức 9 giờ 30 phút giờ Việt Nam, trong khi nhiều người đang nghĩ rằng lại một đêm yên bình qua đi và cuộc chiến tranh đã được đẩy lui thêm một ngày, thì trên bầu trời Baghdad rực sáng bởi những ánh chớp sáng rào và những tiếng nổ lớn, cuộc chiến đã thực sự bắt đầu. Giai đoạn mở đầu của quá trình giải giáp chế độ Iraq đã bắt đầu. Đó là lời tuyên bố của Nhà Trắng 15 phút sau khi chiến dịch không kích bắt đầu. Lý do mà nhà cầm quyền Mỹ đưa ra cho việc khởi sự cuộc tấn công là vì Tổng thống Iraq Saddam Hussein bác bỏ túi hậu thư mà Tổng thống Mỹ đặt ra buộc ông và các con trai phải rời khỏi đất nước đi lưu vong. Mục tiêu của những cuộc oanh kích đầu tiên là những cơ sở liên quan đến ban lãnh đạo Iraq mà tình báo Mỹ đã xác định. Các máy bay B-1, B-2, B-52 và F-117 đã được quân đội Mỹ sử dụng trong đợt đầu tấn công. Hơn 40 quả tên lửa có cánh từ các tàu chiến Mỹ ở biển đỏ và vùng vịnh đã bắn vào thủ đô Baghdad và nhằm vào các mục tiêu quốc phòng ở phía nam và phía tây của Iraq, bao gồm các tên lửa đất đối đất và các trạm pháo phòng không. Ngay lập tức, pháo phòng không của Iraq đã đáp trả. Quân đội Mỹ cũng đã chiếm sóng của đài phát thanh Iraq, phát đi những thông điệp bằng tiếng Ả Rập ngay khi cuộc tấn công bắt đầu. Vào thời điểm này, 300.000 quân đội binh Mỹ đã trực sẵn bên ngoài biên giới Iraq đợi lệnh tấn công. Các máy bay B-1, B-2, B-52 và F-117 chở đầy bom và tên lửa hành trình Tomahawk đã sẵn sàng cho đợt không kích tiếp theo. Theo lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ thì quy mô đợt không kích đầu tiên của Iraq sáng sớm nay chỉ là để chuẩn bị cho những chiến dịch tiếp theo. Các quan chức Mỹ cho biết mọi chiến dịch mở rộng đã bắt đầu trong vòng 12 tiếng đồng hồ kể từ sau đợt không kích đầu tiên. 45 phút sau khi phát lệnh khai chiến, vào khoảng lúc 10 giờ 15 phút sáng nay giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Bush đã đọc tuyên bố tại Nhà Trắng biện minh cho cuộc chiến chống Iraq. Ông Bush đã biện hộ rằng Mỹ không có tham vọng gì mà chỉ muốn cho đất nước Iraq về tay người dân nước này. Vậy nhưng ông Bush lại không hề nhắc gì tới nguyện vọng của người dân Iraq. Trong bài phát biểu của mình, ông Bush cũng đã chuẩn bị tinh thần cho người Mỹ về cuộc chiến có thể sẽ phải kéo dài khó khăn hơn nhiều so với dự đoán và có thể phải trả giá cả bằng nhân mạng. Ngay sau khi những trận bom đầu tiên của quân Mỹ rơi xuống thủ đô Baghdad, Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã xuất hiện trên truyền hình gửi thông điệp đến toàn thể người dân Iraq. Trái với những gì Mỹ mong đợi, Tổng thống Saddam đã kêu gọi toàn dân chống trả với kẻ thù tới cùng. Bài phát biểu đã như một thách thức nữa đối với Mỹ. Trong bộ quân phục truyền thống của quân đội Iraq, Tổng thống Saddam Hussein đã xuất hiện trên truyền hình chỉ 3 tiếng sau trận ném bom đầu tiên của quân Mỹ. Kênh truyền hình thanh niên của Iraq đã cố gắng giữ sóng để truyền đến người dân bức thông điệp lịch sử của Tổng thống Hussein. Trong đó, ông đã nhắc đến chiến thắng. Nhân danh tôi, nhân danh các nhà lãnh đạo Iraq và quân đội Iraq anh hùng, tôi xin hứa với các bạn rằng chúng ta sẽ cùng chống lại quân xâm lược. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Các bạn sẽ đạt tới vinh quang và kẻ thù sẽ thất bại. Hãy thốt dân ra và đừng sợ hãi. Tổng thống Saddam đã dùng lời của một bài thơ cổ ca ngợi quá khứ anh hùng của người Ả Rập để kêu gọi sự đoàn kết với các nước trong khu vực chống Mỹ. Trong bài phát biểu kéo dài khoảng hơn 10 phút, Tổng thống Iraq còn lên án hành động tấn công của Mỹ và Anh là một tội ác chống lại loài người. Tổng thống Mỹ đã phạm một tội ác mới và nó chỉ làm dài thêm cái tội ác mà họ đã làm để chống lại nhân dân Iraq, chống lại loài người. Sự xuất hiện của Tổng thống Hussein lúc này đã làm yên lòng người dân Iraq, nhất là khi có tin nói rằng trận ném bom dồn dập mở đầu của quân Mỹ tập trung vào Baghdad với mục tiêu là Tổng thống Saddam Hussein. Từ ban lãnh đạo đến người dân Iraq, tất cả đều lên án cuộc chiến của Mỹ và thề sẽ bảo vệ đất nước trước mưa bom bão đạn của các thế lực thù địch. Ngay sau khi Mỹ tấn công Iraq, đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Anduri lúc đó đang ở New York đã tiếp cận nói rằng
ông cảm thấy bất lực khi đang có mặt ở chính đất nước đang phát động chiến tranh nhằm vào Iraq. Chúng tôi đang cố gắng hết sức liên lạc với các bên để tìm hướng giải quyết ngay bên trong Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ gửi thư lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan để lên án cuộc tấn công này. Hiện bản thân tôi không thể làm gì được. Tôi chỉ biết nói với cộng đồng quốc tế rằng chiến tranh đã bắt đầu và nó đi ngược lại hiến chương Liên Hợp Quốc là một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Còn tại Baghdad, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, bà lãnh đạo Iraq vẫn quyết tâm bám trụ bảo vệ đất nước. Bộ trưởng Thông tin Iraq Mohammed Saeed Sahak nói trong cuộc họp báo ngay sau khi đợt tấn công đầu tiên của Mỹ xuống Baghdad vừa kết thúc. Hôm nay sẽ là một ngày đáng ghi nhớ đối với đất nước Iraq, đối với thế giới, là ngày mà những thế lực tàn bạo tấn công chúng tôi. Đây sẽ là ngày mà Iraq phải đứng lên để bảo vệ đất nước, bảo vệ nền độc lập và bảo vệ nhân dân. Mỹ và Anh đã phạm phải một sai lầm khi tấn công Iraq, bất chấp sự hợp tác của chúng tôi, và họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cuộc chiến này của họ sẽ vô cùng khó khăn và sẽ không bao giờ thành công. Iraq sẽ tự bảo vệ từ bất kỳ kẻ thù nào. Còn Bộ trưởng Văn hóa Iraq Sadun Hamadi thì nói: cái cớ để Mỹ phát động chiến tranh là để giải giáp vũ khí hủy diệt hàng loạt là vô lý và không có gì mới. Một lần nữa Liên Hợp Quốc lại không làm gì được, và chúng tôi cũng không còn biết làm gì để giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Đây là một tội ác chiến tranh vượt qua luật pháp quốc tế, và người dân Iraq sẽ đánh bại sự xâm lược này. Vào những giờ phút của băng đạn, người dân Iraq đã thể hiện tinh thần đoàn kết. Họ tuyên bố đất nước giờ đã bị xâm lược và trách nhiệm của họ là phải bảo vệ tổ quốc. Hàng trăm thành viên đảng Baath cầm quyền được vũ trang đầy mình cùng với lực lượng an ninh đã triển khai vào các vị trí chiến đấu nhằm sẵn sàng chống trả cuộc tấn công của Mỹ. Trong khi đó, đài truyền hình Iraq vẫn phát đi những chương trình được yêu thích và những bài hát ái quốc. Đây là hình ảnh của thủ đô Baghdad trưa nay sau khi đợt tấn công đầu tiên của Mỹ kết thúc. Xe cộ vẫn được nhìn thấy trên các đường phố, dù không đông như ngày thường. Toàn bộ cảnh sát giao thông tại thủ đô đều đội mũ sắt và được trang bị súng trường. Tại những chiến hào, các tay súng tự vệ của Iraq luôn vào vị trí để sẵn sàng bắn hạ bất cứ một máy bay nào xâm phạm quốc gia. Còn trong các gia đình Iraq, sau một đêm lánh nạn dưới hầm, bây giờ họ mới trở lại cuộc sống thường nhật. Tinh thần lạc quan vẫn hiện rõ trên nét mặt họ, và cả cử chỉ thể hiện chiến thắng này. Mỹ và quân đồng minh đã không giấu riêng ý đồ sẽ chiếm Baghdad trong vòng 72 giờ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Vậy chính quyền Iraq đã lựa chọn phương án phòng thủ tối ưu nào để chống lại cuộc chiến tranh của Mỹ, khi mà tiềm năng quân sự của họ chỉ còn 40% so với cuộc chiến tranh năm 91? Theo nguồn tin của báo giới, chính quyền Baghdad đã cho phép chính quyền các tỉnh tự quyết phương án phòng thủ và tấn công khi chiến tranh nổ ra. Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, lần này Tổng thống Iraq Saddam Hussein dự định chia đất nước thành 4 mặt trận do những nhân vật thân cận chỉ huy. Tổng thống Saddam Hussein đã trao quyền quyết định tối đa cho những nhân vật này, đảm bảo an ninh và toàn thể lãnh thổ. Chiến lược mới của chính quyền Iraq là kéo quân Mỹ vào những thành phố nơi có những đội quân tinh nhuệ phòng thủ. Hiện quân đội Iraq có khoảng 389.000 quân, 2.200 xe tăng, 2.400 khẩu pháo hạng nặng, 3.000 dàn pháo phòng không và 850 súng phóng tên lửa đất đối không. Trong những ngày tới, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng quân đội Mỹ sẽ phải chiến đấu với một đội quân vô hình, khi mà bộ chỉ huy tối cao và các cơ quan đầu não của Iraq đã cúi xuống sống và làm việc trong lòng đất. Liệu Mỹ và quân đồng minh có thực hiện được kế hoạch đánh chiếm thủ đô Baghdad trong vòng 72 giờ? Đây là điều mà nhiều chuyên gia quân sự cũng không dám chắc. Với việc đơn phương tiến hành cuộc chiến tranh trong Iraq, một lần nữa Mỹ đã phớt lờ luật pháp quốc tế, phớt lờ Liên Hợp Quốc, tổ chức có vai trò gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, gây ra một tỷ lệ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế. Ngay sau khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công Iraq, dư luận quốc tế đã có những phản ứng đầu tiên. Chiều nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo. Tại cuộc họp báo này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phan Thị Thanh đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước, đặc biệt là tuyên bố của chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc nhà cầm quyền Mỹ và Anh phát động chiến tranh chống Iraq. Ngày 20 tháng 3 năm 2003,
nhà cầm quyền Mỹ, Anh đã phát động chiến tranh chống nhân dân Iraq. Bất chấp sự phản đối của đông đảo nhân dân thế giới, bất chấp mọi nỗ lực của nhiều nước thành viên Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn chiến tranh, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề vũ khí của Iraq. Hành động đó vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, kể cả hiến chương Liên Hợp Quốc, vô hiệu hóa tổ chức này, tạo tiền lệ cực kỳ nguy hiểm trong quan hệ quốc tế, gây đau khổ cho nhân dân Iraq, phá hoại hòa bình, ổn định ở khu vực Trung Cận Đông và trên toàn thế giới. Lập trường nguyên tắc của chính phủ và nhân dân Việt Nam là trong quan hệ quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia cần phải được tôn trọng triệt để. Các tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực. Thể theo lập trường đó, chính phủ và nhân dân Việt Nam cực lực phản đối hành động quân sự của nhà cầm quyền Mỹ, Anh chống nhân dân Iraq và mạnh mẽ lên tiếng yêu cầu chấm dứt ngay các hành động đó, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, xây dựng hòa bình ở khu vực này và sự ổn định trên thế giới. Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters và nhiều phóng viên khác về việc các biện pháp an ninh của Việt Nam khi nhà cầm quyền Mỹ và Anh phát động chiến tranh chống Iraq, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Phan Thị Thanh nêu rõ. Việt Nam rất quan tâm và thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an ninh cho mọi người dân, cũng như các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và người nước ngoài Việt Nam. Các biện pháp này vẫn đang phát huy hiệu quả. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình bảo đảm tốt an ninh ở Việt Nam trong mọi tình huống, để Việt Nam thực sự là một điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư và du lịch nước ngoài. Phóng viên báo Tiên Phong và một số báo khác đã đặt câu hỏi về tình hình cán bộ ngoại giao và công dân Việt Nam ở Iraq. Bà Phan Thị Thanh cho biết. Các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đã rời Baghdad. Theo tôi được biết, thì trước đây có trên 20 người Việt Nam ở Iraq, gồm cán bộ ngoại giao, gia đình của họ, sinh viên và một số người làm việc theo hợp đồng. Hiện thì không còn công dân Việt Nam nào ở Iraq nữa. Hầu khắp các nước trên thế giới cũng đều đã có những tuyên bố phản đối cuộc chiến tranh nhằm vào Iraq do nhà cầm quyền Mỹ và các đồng minh tiến hành. Trung Quốc đã kêu gọi ngừng ngay các hành động quân sự và tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Iraq. Cuộc chiến này đã phớt lờ vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bất chấp sự phản đối của các nước và người dân trên thế giới. Nó vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc, các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Chúng tôi bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và thúc giục các nước liên quan hãy ngừng ngay các hoạt động quân sự và quay trở lại con đường đúng là tìm một giải pháp chính trị cho vấn đề Iraq, tìm một cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Iraq trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng vấn đề Iraq có thể giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Malaysia đã lên án cuộc chiến tranh không được thế giới ủng hộ của Mỹ. Phát biểu trên đài truyền hình, Phó Thủ tướng Malaysia Batari cho rằng cuộc chiến chống Iraq là một bước ngoặt đen tối trong lịch sử. Ông Batari cảnh báo rằng hậu quả của cuộc chiến này sẽ không chỉ tác động mạnh đến Iraq, khu vực Trung Đông, mà còn ảnh hưởng tới toàn thế giới. Thế giới đang ở trong tình trạng nguy hiểm sau hành động tấn công Iraq của Mỹ. Một quốc gia lớn và hùng mạnh cùng với đồng minh đã tấn công một quốc gia có chủ quyền, bất chấp luật pháp quốc tế. Từ thủ đô Jakarta, Tổng thống Indonesia Megawati Sukarno Putri đã lên án cuộc chiến tranh đơn phương của Mỹ nhằm vào Iraq và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp. Chính phủ và nhân dân Indonesia lên án mạnh mẽ cuộc tấn công đơn phương của nhà cầm quyền Mỹ và các đồng minh tại Iraq. Chính phủ Indonesia kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế có sứ mạng duy trì hòa bình thế giới, triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và thúc giục Mỹ và đồng minh chấm dứt cuộc chiến tranh và phải chịu trách nhiệm về những tác động nhân đạo của cuộc chiến này. Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước cuộc chiến của nhà cầm quyền Mỹ nhằm vào Iraq và thấy hy vọng cuộc chiến này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Tuyên bố đề nghị các nước trong khu vực kiềm chế không có những hành động có thể làm cho tình hình thêm nghiêm trọng. Nga cũng đã lên tiếng lấy làm tiếc về quyết định này của Mỹ. Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt lên án hành động tấn công quân sự chống Iraq của Mỹ và khẳng định hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế.
Ngoại trưởng Iran Kamal Karaji đã ra tuyên bố gọi cuộc tấn công của Mỹ là không thể biện hộ và bất hợp pháp. Tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực mới để hạn chế những hậu quả khủng khiếp do cuộc chiến gây ra. Nhiều khán giả Ả Rập cũng đã lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ nhằm vào Iraq, đã cho rằng cuộc chiến này sẽ làm tình hình trong khu vực Trung Đông bất ổn. Thủ tướng Thái Lan Thạc Sỉn Sinvat kêu gọi Mỹ kiềm chế trong các đợt tấn công, không gây thiệt hại cho dân thường vô tội. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Ho Nam Hom cảnh báo rằng cuộc chiến do Mỹ cầm đầu chống Iraq có thể làm thay đổi trật tự chính trị thế giới và làm gia tăng các hành động khủng bố trên toàn thế giới. Cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh nhằm vào Iraq đã khiến cho làn sóng biểu tình phản đối chiến tranh tại nhiều nước trên thế giới càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngay chính tại Mỹ, hàng chục người đã tập trung biểu tình tại một công viên chỉ cách Nhà Trắng vài trăm mét để phản đối Mỹ tấn công Iraq. Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu ủng hộ hòa bình và yêu cầu Mỹ chấm dứt xâm chiếm Iraq. Các cuộc biểu tình chống chiến tranh với quy mô lớn hơn cũng đã diễn ra tại Seattle, San Francisco và Los Angeles. Tại Australia, nước gửi quân tham chiến cuộc chiến chống Iraq 3 tiếng sau khi Mỹ ném bom và phóng tên lửa vào Iraq, hàng chục nghìn người Australia đã tập trung biểu tình phản đối Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh chống Iraq. Tham gia cuộc biểu tình này có cả các chính trị gia. Người dân trên toàn thế giới đều phản đối chiến tranh, chúng tôi không muốn chiến tranh. Tôi phản đối chiến tranh, thật là kinh khủng khi thấy cảnh tượng chiến tranh. Mặc cho sự phản đối của công luận, Thủ tướng John Howard đã gửi 2.000 quân tình nguyện, tàu chiến, máy bay chiến đấu tham gia cuộc chiến chống Iraq. Tại Hàn Quốc, một trong những đồng minh của Mỹ, các nhà hoạt động hòa bình đã tiến hành hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh và phản đối vai trò của Hàn Quốc trong cuộc chiến này. Đại sứ quán Mỹ tại Seoul đã phải ra lệnh cho các nhân viên đề cao cảnh giác trước các hoạt động quá khích của những người biểu tình. Hàng trăm người đã tập trung biểu tình bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn lúc này là Mỹ hãy chấm dứt chiến tranh. Hầu hết người dân Nhật Bản đều phản đối cuộc chiến chống Iraq, nhưng các nhà chức trách nước này cho biết họ không có sự lựa chọn nào khác là ủng hộ liên minh, bởi đó là chính sách ngoại giao của Nhật Bản trong suốt năm thập kỷ qua. Tuy nhiên, quân đội Nhật Bản không tham chiến cùng Mỹ trong cuộc chiến chống Iraq. Khoảng 200 sinh viên Pakistan đã tập trung biểu tình phản đối Mỹ tại thành phố cảng miền Nam Karachi chỉ vài giờ sau khi Mỹ tiến hành chiến tranh chống Iraq. Chúng tôi phản đối mạnh mẽ cuộc chiến chống Iraq. Chính phủ Pakistan không được ủng hộ cuộc chiến này. Tại Indonesia, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình trước cửa đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Jakarta để phản đối cuộc chiến mà Mỹ đang tiến hành chống Iraq. Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu phản đối chiến tranh và khẩu hiệu Mỹ là những kẻ khủng bố. Cùng với nhân dân thế giới, liên tục trong nhiều ngày qua, các tầng lớp nhân dân Việt Nam đã nêu tin phản đối của chiến tranh do Mỹ phát động nhằm vào Iraq. Sáng nay, ngay từ đợt không kích đầu tiên của Mỹ và các đồng minh vào thủ đô Baghdad của Iraq, làn sóng phản đối này đã dấy lên mạnh mẽ tại nhiều tỉnh thành trên đất nước ta. Phản đối chiến tranh xâm lược Iraq, hãy bảo vệ hòa bình, không đổ máu lấy dầu, hòa bình thế giới muôn năm là những khẩu hiệu mà hàng triệu người dân Việt Nam ở nhiều tỉnh thành đã hô vang trong ngày hôm nay. Nhân dân Việt Nam kêu gọi nhân dân toàn thế giới hãy đồng thanh lên tiếng đòi Mỹ phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Chiến tranh đồng nghĩa với người dân vô tội phải chết vì bom đạn, phải sống trong cảnh thiếu lương thực và thuốc men. Hàng nghìn người dân Quảng Ninh, đại diện cho những người thợ mỏ, cho nhân dân các dân tộc vùng Đông Bắc đã biểu thị sự bất bình với nhà cầm quyền Mỹ và chia sẻ trước tình hình căng thẳng nghiêm trọng mà nhân dân Iraq hiện đang phải gánh chịu. Các cuộc meeting cũng đã diễn ra ở Sơn La, Hòa Bình vào sáng ngày hôm nay. Các tầng lớp nhân dân từ nông dân, công nhân, trí thức và học sinh đã thể hiện mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh phi nghĩa. Cũng như nhân dân toàn thế giới, nhân dân Việt Nam mong muốn được sống trong hòa bình và không muốn nhân dân Iraq phải chịu đựng chiến tranh. 3.000 người dân Ninh Bình, 2.000 người dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa và hơn 2.500 người dân tỉnh Ninh Thuận cũng đã lên tiếng đòi nhà cầm quyền Mỹ phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh đang dội xuống đầu nhân dân Iraq. Hơn lúc nào hết, nhân dân Việt Nam kêu gọi nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới hãy đoàn kết đấu tranh bảo vệ hòa bình,